Kính gửi sư phụ, sáng nay con đã xem chương trình giữa thầy và trò trên truyền hình Vô Thượng Sư. Sư phụ đã xác nhận lại rằng Trần Tâm là một sứ giả Quán Âm giả mạo ở Âu Lạc Việt Nam. Sư phụ cũng đã nói, chưa ai từng nói với tôi về cái tên này, cùng với tất cả những rắc rối liên quan. Vì vậy con viết thư này để trình bày với sư phụ những gì con đã chứng kiến về ông ấy khi con còn là một người thọ nửa Pháp. Con đã được thọ tâm ấn nguyên Pháp hơn 20 năm rồi. Liên lạc viên trước đây đã dẫn ông ấy đi khắp Âu Lạc Việt Nam để truyền tâm ấn vào những năm 1990. Ông ấy cũng tổ chức nhiều kỳ bế quan và khuyến khích các đồng tu mua tranh và các vật phẩm khác của ông để được gia trì. Ông ấy đã lập một nhóm làm việc gồm các đồng tu trẻ và tận tâm để xuất bản và bán các giáo lý của sư phụ cho các đồng tu người Âu Lạc Việt Nam. Tin rằng sư phụ đã chỉ đạo ông ấy, chúng con đã hỗ trợ ông ấy trong mọi hoạt động cho đến khi chúng con biết ông ấy bị trục xuất. Vì ở Âu Lạc Việt Nam, chúng con không có tự do tôn giáo nên những hành động của ông ấy đã gây ra một mớ hỗn loạn dẫn đến việc một số đồng tu bị bỏ tù. Rất nhiều đồng tu ở Âu Lạc Việt Nam, bao gồm cả những thành viên gia đình con, những người đã nhận được chỉ dẫn tâm ấn từ ông ấy, tin rằng họ được sư phụ truyền tâm ấn. Cho đến khi họ nghe sư phụ xác nhận hai lần, họ đã đăng ký xin thọ tâm ấn thông qua các liên lạc viên chính thức. Sau đó được các liên lạc viên dẫn đến các địa điểm thọ pháp. Các đồng tu này vẫn tiếp tục tham gia vào nhóm chúng ta, tham dự các kỳ bế quan và gặp sư phụ. Nhiều người trong số họ đã được duyệt làm người hướng dẫn chương trình cho truyền hình Vô Thượng Sư, trong khi những người khác làm liên lạc viên hoặc làm việc cho truyền hình Vô Thượng Sư. Nguyện cầu Thượng Đế ban phước cho sư phụ với sức khỏe dồi dào và lực lượng mạnh mẽ để tiếp tục sứ mệnh cứu hộ thế giới này. Đệ tử chân thành của sư phụ, Vân Anh từ Âu Lạc, Việt Nam.